Chiều ngày 8 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Hiện nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Trước đó, ngày 25 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can, nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu. 7 đối tượng bao gồm hai cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB Nguyễn Thị Thu Sương, sinh năm 1974, và Đinh Văn Thành, sinh năm 1971, Chiêm Minh Dũng, sinh năm 1973, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB. 4 thành viên Hội đồng Quản trị SCB Trầm Thích Tồn, sinh năm 1961, Sun Henry Kajang, sinh năm 1957, Lemly George, sinh năm 1959 và Nguyễn Lâm Anh Vũ, sinh năm 1969, cựu Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB.